Việt Nam và Panama là hai quốc gia có mối quan hệ truyền thống lâu dài. Đây là lợi thế của hai nước bất chấp khoảng cách địa lý. Panama là quốc gia cửa ngõ đối với hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ Latin và Việt Nam cũng là cửa ngõ để hàng hóa Panama có thể thâm nhập vào thị trường ASEAN. Tại cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam, Panama dưới hình thức trực tuyến, hai bên khẳng định vai trò và tầm quan trọng của cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Panama trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại song phương tương xứng với tiềm năng và cơ hội sẵn có, hai bên thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trong các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, chia sẻ thông tin về các chính sách, yêu cầu về các quy chuẩn, chất lượng sản phẩm, đồng thời thúc đẩy trao đổi đoàn doanh nghiệp, kết nối giao thương, nhất là khi dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát. Thống nhất tổ chức kỳ họp lần thứ hai Ủy ban hỗn hợp trong năm 2022. Được biết, 10 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam Panama đã đạt trên 337 triệu đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Panama tăng 24,35% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là tín hiệu tốt để hàng hóa của Việt Nam thâm nhập vào thị trường châu Mỹ nói chung và Panama nói riêng.